on my nuts. Oh, Joe Nuts. All you wannabes out here gonna play like Jordan. So we trying to get Morgan Freeman? Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục của bữa Movie Review. Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với môn bóng rổ, bộ môn thể thao đang dần chiếm tình cảm của giới trẻ Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Trong video này, mình sẽ tổng hợp những bộ phim bóng rổ đáng xem nhất hiện nay cho các tín đồ nha. Ý, không phải cái này, không phải luôn. Trời ơi, đi ra giùm tôi cái. Chắc hẳn các bạn chưa quên một Uncle Drew đã mang một làn sóng thông qua các clip quảng cáo của Pepsi Max trên YouTube. Teaser của Kyrie Irving, ngôi sao câu lạc bộ Cavaliers của NBA lúc bấy giờ đã quẩy cực sung trong hình dáng một ông lão, cùng với bộ kỹ năng bá đạo của mình. Tiếp nối thành công của series quảng cáo Uncle Drew, Grab Your Squad and Go đã tung ra trailer chính thức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, và đặc biệt đối với những ai yêu thích bộ môn bóng rổ này. Nội dung của phim là, sau khi quyết định rút hết tiền tiết kiệm của mình để tham gia đội bóng ở giải đấu đường phố Rucker Classic được tổ chức tại Harlem, Dax gặp rất nhiều thất bại đáng tiếc, buộc phải rời bỏ đội bóng trước sự chứng kiến của đối thủ lâu năm của mình, Mookie. Trong giây phút tuyệt vọng tột cùng, Dax tình cờ gặp được huyền thoại, Legend Uncle Drew. Chính chú Drew đã thuyết phục Dax quay lại với giải đấu một lần nữa và thấy là hai người đàn ông cùng lên đường tìm kiếm thành viên cho chính đội của mình. Chà, không cần đến 10 giây để kể hết nội dung nữa. Nói chung bộ phim không mang diễn biến tâm lý quá sâu sắc, nhưng tính giải trí thì không thể mong đợi gì hơn nữa. Câu chuyện cuộc đời của ngôi sao bóng rổ Durant và cách mà anh đã đi đến đỉnh vinh quang, đó là chuyển sang đội đối địch sau khi thua người ta chung kết. Trong phim, Durant có lẽ cũng không phải diễn quá nhiều khi vai của anh là chính anh. Sau khi giành được những vinh quang to lớn trên sân bóng, ngôi sao Kevin Durant của Oklahoma City Thunder quyết định lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim Thunderstruck, ngôi sao bóng rổ, nội dung chính của phim là câu chuyện giữa Durant và một thanh niên có khả năng dùng cheat code để biến năng lực của người khác thành của mình. Trong khi cổ nhóc cổ động viên tỏa sáng tại giải bóng rổ trung học với tài năng của Durant, còn anh thì xém bị cắt hợp đồng với đội bóng, với cả sự nghiệp và cả người yêu của mình nữa. Thật là mắc dịch mà. Bộ phim ngôi sao bóng rổ đang được phát hành trên các trang web phim. Thunderstruck. Kế tiếp là một bộ phim tài liệu về tiểu sử cuộc đời trung học của ngôi sao bóng rổ LeBron James, từ một đứa trẻ không cha vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu 4 lần NBA với 3 chiếc cúp vô địch và hàng chục danh hiệu giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Hơn một trò chơi là một bộ phim tư liệu Mỹ năm 2008 theo chân siêu sao NBA LeBron James và 4 đồng đội của anh ấy qua các thử thách và khổ nạn của bóng rổ trường trung học ở Akron, Ohio và hành trình nổi tiếng của James. More Than A Game chắc chắn sẽ mang lại những giây phút suy ngẫm như đúng chất một bộ phim tài liệu. Đội bóng rổ của trường Richmond, nơi quy tụ những chàng trai ngổ ngáo, vô kỷ luật sống một cách buông thả. Vì vậy, dù đội bóng có rất nhiều nhân tài, nhưng số trận thắng của họ mỗi mùa giải rất là ít. Và sau mỗi lần thua trận, họ lại chọn giải pháp đánh nhau. Sau khi huấn luyện viên cũ nghỉ hưu, Ken Carter, một cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ, đã được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Tuy rất không vừa lòng với đội bóng này, nhưng ông vẫn nhận lời mời, bởi nhẽ trường Richmond là ngôi trường cũ của ông, và nhìn tương lai của những cậu bé này, ông cảm thấy sự đồng cảm và thương xót. Bởi vì nền giáo dục đã bỏ qua họ, chỉ có tình yêu thương chân thành của huấn luyện viên hà khắc Carter mới có thể đem đến cho họ cơ hội thoát khỏi đói nghèo và khổ đau khi những chàng trai trẻ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Ông hiểu những thử thách bên ngoài sân bóng rổ đối với họ là vô cùng khắc nghiệt, nhưng nếu không nghiêm túc thì họ sẽ đánh mất cơ hội quý giá đó. Hãy xem phim để hiểu hơn tấm lòng của một huấn luyện viên hết lòng vì cầu thủ. Chắc chắn bạn sẽ không hề thấy Coach Carter nhàm chán mà vô cùng vui nhộn cùng các chàng trai trẻ còn ham chơi, bị những buổi tiệc tùng và muôn ngàn tệ nạn cám dỗ. A one point game. Basketball. Tại thời khắc chuẩn bị xa rời sân đấu, Kobe Bryant đã sáng tác bài thơ Dear Basketball để nói lên nỗi lòng của bản thân với bộ môn bóng rổ.
Từ lúc anh còn là một đứa trẻ 6 tuổi xỏ tất của cha để chơi bóng, tập luyện cùng bàn ghế ngoài sân, cho đến ngày bước lên bục vinh quang rồi quyết định chia tay với người bạn thân suốt bấy nhiêu năm. Có lẽ Kobe Bryant cũng không ngờ rằng Dear Basketball lại đem đến cho anh vinh quang tại một bộ môn khác, đó là điện ảnh. Bài thơ sau đó đã được nhà làm phim Glen Keane chuyển thể thành một tác phẩm hoạt hình ngắn với thời lượng dài gần 6 phút. Dear Basketball chỉ đơn giản là một chuỗi hình ảnh minh họa cho những tâm tư, cảm xúc từ lúc còn là một cậu bé 6 tuổi cho tới khi quyết định giải nghệ của Kobe Bryant với trái bóng, với sàn đấu 10 người và nằm trong bài thơ đầy chân thành. Bất cứ ai cũng mang trong mình giấc mơ từ thuở thơ ấu, nhưng không phải ai cũng đủ quyết tâm kiên trì để theo đuổi nó tới cùng khi lớn lên như Kobe Bryant với bộ môn bóng rổ. Anh tự cho rằng bản thân chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đời và rốt cuộc đã đạt tới đỉnh vinh quang cùng nó. And what can I say? Mamba out. Còn chờ gì nữa mà không chuẩn bị khăn giấy và nước rửa tay để cày hết các bộ phim kể trên ngay trong mùa dịch này. Cảm ơn các bạn hãy xem video này. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng hãy để lại một like, share và subscribe nhé. Hay còn bộ phim nào các bạn thấy hay hơn, hãy để lại comment phía bên dưới. Mình muốn biết ý kiến của các bạn.